Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam với Hoàng Trang Nam, sinh năm 1981, chủ nhà hàng Joy, Dung Dung Pô, tổng quản lý nhà hàng Joy, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Tiến Trung, tổng quản lý nhà hàng Joy về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, bằng nghiệp vụ, phòng PC02 phát hiện nhà hàng Joy đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Công an xác định nhà hàng do Hoang Trang Nam, mang quốc tịch Hàn Quốc làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động tại cơ sở từ tháng 7 năm 2023 đến nay. Nhà hàng có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc. Thông qua việc môi giới của quản lý thì tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, giá bán dâm 3,8 triệu đồng trên lượt. Tại nhà hàng có gần 200 nữ tiếp viên nữ trẻ đẹp và sẵn sàng bán dâm. Khi khách có nhu cầu mua dâm, tổng quản lý Dung Dông Bồ, Madame Cao Phương, Madame Nguyễn Hồng Nhung tổng quản lý đảo Trần Tấn Trung sẽ trực tiếp điều tiếp viên nữ lên ngồi bàn phục vụ và đi bán dâm. Tối ngày 30 tháng 12 năm 2023, phòng PC02 cùng phòng quản lý xuất nhập cảnh PA08, công an quận 1 đã kiểm tra nhà hàng. Qua đó, công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán dâm, ghi nhận việc tiếp viên nữ của nhà hàng bán dâm với khách. Kiểm tra hai khách sạn ở quận 1 và quận 7, công an bắt quả tang 3 nữ tiếp viên đang đi bán dâm cho khách. Các nữ tiếp viên khai được quản lý đều đi bán dâm cho khách. Biết được thông tin nhà hàng bị công an kiểm tra, Do lo sợ bị bắt giữ nên Hoàng Trang Nam, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp. Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được các đối tượng trên. Tại cơ quan công an, Hoàng Trang Nam cùng Dung Dông Bồ, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Tiến Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm, mục đích kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận về cho nhà hàng. Tổng số tiền thu lợi hơn 20 tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm tại nhà hàng.